Chào các bạn tin nhanh 24/7. Hà Nội, thiếu tá công an bị đâm sâu vào cổ khi giải cứu con tin. Vào khoảng 2 giờ 40 phút sáng ngày 27 tháng 11, tại bệnh viện Bạch Mai, lực lượng bảo vệ đi từng đã phát hiện một nam thanh niên đang dùng dao khống chế một nữ đang mặc áo bệnh nhân tại khoa tiêu hóa. Lực lượng bảo vệ đã huy động đến nơi xảy ra vụ việc, đồng thời báo lên công an phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. Ít phút sau, thiếu tá Nguyễn Hoài Sơn, trưởng công an phường Phương Mai đã có mặt tại vụ việc. Đối tượng cầm dao khống chế nữ bệnh nhân đi lối cầu thang bộ xuống sân sau bệnh viện ra vườn hoa. Thiếu tá Sơn đã thuyết phục đối tượng bỏ vũ khí xuống, nhưng đối tượng không nghe, đã tiếp tục cầm dao uy hiếp nữ bệnh nhân. Sau đó đối tượng yêu cầu lực lượng công an phải đưa xe đến chở hắn và vợ hắn cùng với người đang điều trị tại khoa tiêu hóa của bệnh viện Bạch Mai về Ninh Bình. Đồng thời kẻ này yêu cầu thiếu tá Sơn phải đi cùng. Trước khi lên xe, đối tượng đã yêu cầu thiếu tá Sơn phải cởi áo để kiểm tra có mang vũ khí hay không. Khi lên xe, thiếu tá Sơn trực tiếp là người cầm lái. Trên xe có những đối tượng vợ và người bệnh đã bị bắt làm con tin. Khi xe được di chuyển cách bệnh viện khoảng 4 km thì phải dừng lại chờ đèn đỏ. Bất ngờ đối tượng đã mở cửa đạp con tin xuống xe rồi nhào lên dùng dao đâm thẳng vào cổ thiếu tá Sơn. Trong quá trình giằng co, thiếu tá Sơn đã giữ được con dao và sự được hỗ trợ của đồng đội đang đi ở phía sau. Đối tượng đã được khống chế và đưa về công an phường Đống Đa để điều tra. Vào lúc 4 giờ sáng ngày 7 tháng 1, thiếu tá Sơn đã được đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu với vết thương sâu trên cổ dài khoảng 8 cm. Sau một tiếng phẫu thuật, thiếu tá Sơn đã qua được cơn nguy kịch và đã được chăm sóc sau hậu phẫu. Tại cơ quan điều tra, đối tượng dùng dao đâm vào cổ thiếu tá tên là Lót, trú tại Yên Mô, Ninh Bình. Lót đưa vợ lên điều trị tại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 23 tháng 1. Hắn khai vì biết gia đình chị N nằm cùng phòng với vợ mình có điều kiện kinh tế nên đã ý định cướp tiền. Đến ngày 6 tháng 1, Lót đã đi uống rượu và dùng con dao gọt co quả để khống chế chị N đưa tiền. Đối tượng thú nhận sau khi một số người trong phòng điều trị đã phát hiện và hô hoán, hắn sợ bị bắt nên đã khống chế chị N đưa ra yêu sách đòi cắp xe bỏ trốn cùng với vợ nhưng không thành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip tiếp. Nhớ like hoặc share nhớ subscribe.